Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những lời trên được viết trong tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ như một khẳng định đanh thép về quyền con người. Nhưng những năm sau đó, phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp vẫn diễn ra. Những quyền bất khả xâm phạm được nhắc đến trong bản tuyên ngôn độc lập trên có lẽ đã đi vào dĩ vãng. Vì sao vấn nạn phân biệt vẫn tiếp diễn, bất kể những giá trị phổ quát được thế giới công nhận? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết Phân biệt chủng tộc đã mượn tay tiến hóa như thế nào của tác giả Savox trên Spyroom nhé. Bạn lưu ý là để bài viết liên kết hơn, Spyroom đã mạn phép chỉnh sửa lại phần 3. Nếu quan tâm, các bạn có thể xem bài viết gốc tại phần mô tả của video nhé. Nguồn gốc của phân biệt chủng tộc. Có lẽ căn nguyên của phân biệt mà điển hình nhất là phân biệt chủng tộc đến từ chế độ thuộc địa tại châu Phi. Sự phát triển hàng hải của nhiều đế quốc châu Âu đi cùng với việc thiết lập thuộc địa đã gây ảnh hưởng lớn đến châu Phi. Bắt đầu với những trạm buôn bán nhỏ dọc bờ biển, dần dần người châu Âu tiến sâu vào châu Phi, xác lập quyền thống trị với chế độ thực dân và từ đó hình thành nên những thuộc địa. Ban đầu, đây chỉ là nơi để châu Âu khai thác tài nguyên và tuồn hàng từ mẫu quốc sang. Nhưng sau đó, chế độ thực dân dần trở nên cực thịnh, phát triển mạnh mẽ, dẫn đến cuộc chiến tranh giành châu Phi. Một trong những hệ quả mà chế độ thực dân đem đến cho châu Phi là nạn buôn bán nô lệ. Vấn đề này xuất hiện khi quy trình thuộc địa hóa ở châu Phi ngày càng phát triển, đúng vào thời gian Colombo phát hiện ra tân thế giới, tức châu Mỹ. Các quốc gia châu Âu sau đó lần lượt kéo đến tân thế giới. Tây Ban Nha biến nơi đây thành thuộc địa vào năm 1492, sau đó là Anh vào năm 1497, Bồ Đào Nha vào năm 1500 và Pháp vào năm 1605. Dù quá trình thuộc địa hóa châu Mỹ vấp phải kha khá sự chống đối từ các bộ lạc da đỏ, nhưng với những kẻ có súng và đại bác, sự phản đối này không hề xi nhê. Vì thế, phần lớn dân tộc tiền Colombo đã biến mất, chỉ có thể còn thấy trong bảo tàng. Phần dân số còn lại thì bị đánh đuổi ra khỏi địa bàn của châu Âu hoặc bị lây bệnh từ người châu Âu đem đến. Điều này khiến một số lượng đất đai bị bỏ trống, kéo theo nhu cầu nhân lực lớn cho các nước đế quốc. Nhu cầu lao động đó được giải quyết như thế nào? Có thể người châu Âu không phù hợp với khí hậu nhiệt đới Nam Mỹ, khó để làm việc tại đây, chưa kể mức tiền công cũng không hề rẻ. Trong khi đó, người châu Phi lại hoàn toàn phù hợp. Họ sống ở vùng nhiệt đới, thích hợp với khí hậu Nam Mỹ. Hơn hết, giá nhân công cho người da đen lại rẻ mạt, vì nào có phải trả tiền đâu. Nhu cầu về nhân lực cho các đồn điền cà phê tăng cao cũng là lý do khiến việc buôn bán nô lệ tăng mạnh. Người da đen bị biến thành món hàng, bị bắt và vận chuyển sang châu Mỹ. Một nô lệ da đen lúc trước giá chỉ từ 70 tới 100 franc, thì giờ đã tăng lên tận 1.000 đến 2.000 franc. Một con số đủ hấp dẫn để các thương nhân căng buồm ra khơi, vượt xuyên Đại Tây Dương từ châu Phi đến Nam Mỹ. Kéo theo đó, việc buôn bán nô lệ cũng ngày càng trở nên phát triển. Đến khi vào đồn điền, những người nô lệ châu Phi này trở thành vật sở hữu của chủ trại, mất hoàn toàn quyền con người. Dĩ nhiên, cả con cái của những người nô lệ cũng thế. Dần dà, những người châu Phi bị cho là có huyết thống nô lệ do thua kém về mặt sinh học so với người da trắng. Về cơ bản, tư tưởng và quan điểm trên là không có căn cứ. Nó chỉ là một lý lẽ để chứng minh rằng các đế quốc châu Âu vượt trội hơn, vì vậy cần ban phát văn minh đến những người thua kém hơn và không ưu việt như họ. Quan điểm đó tạo ra sự phân tầng chủng tộc. Trong đó, người da trắng mặc định rằng vì có ưu thế về sinh học nên họ có quyền được hưởng sự đối đãi và các quyền lợi tốt hơn. Sự phân biệt chủng tộc cũng diễn ra như thế. Nó đơn giản bắt đầu bằng một ý nghĩ rằng có sự tồn tại, sự phân chia và ưu việt về gen giữa các nhóm người khác nhau. Vào những năm đó, cũng chẳng có bằng chứng nào về việc người da trắng thực sự vượt trội hơn người da đen. Niềm tin này chỉ như một lời bào chữa cho việc xem người da đen như hàng hóa và vật sở hữu. Người châu Âu viện đến hệ thống gen để bảo vệ cho lý luận rằng người da đen, kể cả con cháu của họ, cũng sinh ra để làm nô lệ, không xứng đáng được hưởng công bằng xã hội. Như vậy, việc phân chia chủng tộc diễn ra là vì ba yếu tố là: 1. Yếu tố phân tầng chủng tộc. 2. Quan điểm về sự khác biệt chủng tộc, như chủng tộc này ưu việt, chủng tộc kia thấp kém. Và 3. Sự chấp nhận rộng rãi quan điểm chủng tộc kể trên. Thuyết tiến hóa bắt tay với phân biệt chủng tộc. Mọi người vẫn nhớ Hitler và đảng quốc xã của ông ta chứ? Đảng quốc xã của Hitler mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa, cho rằng người Arya là chủng tộc tiến hóa cao nhất, được phép xếp trên tầng cao nhất, thống trị những chủng tộc khác. Đúng vậy, lại là cái cấu trúc phân tầng ấy. Họ cho rằng giống nòi của dân tộc Arya là thượng đẳng và vượt trội, vì thế cần được bảo tồn khỏi những người khác, đặc biệt như Slav, Do Thái, Digan.
Tư tưởng của Hitler lúc này về cơ bản cũng giống như tư tưởng của Mỹ hay Anh, mặc định rằng những người thuộc chủng tộc tầng trên, cụ thể là Arya và da trắng, có nhiều đặc quyền hơn. Quan điểm này dựa trên niềm tin rằng một tộc người là vượt trội, thông minh và đạo đức hơn tộc người khác. Câu chuyện sau đó đã trở nên tồi tệ hơn khi Hitler nhìn nhận về tộc người theo thuyết Darwin và chọn lọc tự nhiên. Theo đó, chỉ những cá nhân thích nghi tốt thì mới được sống sót, tồn tại và sinh sản. Với Hitler, việc trao quyền tự do cho mọi cá nhân như chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội là giúp đỡ những kẻ yếu, những kẻ không thích hợp tiếp tục tồn tại. Điều này sẽ khiến kẻ yếu có cơ hội sinh sản, phá vỡ chọn lọc tự nhiên. Dần dà, loài người sẽ bị nhấn chìm bởi những cá nhân thoái hóa. Vì thế Hitler và đảng của ông mang sứ mệnh bảo vệ loài người. Và boom, các bạn biết điều gì diễn ra rồi đó. Chúc mừng bạn đã được đăng nhập vào server Holocaust. Tư duy diệt chủng với mục đích bảo vệ loài người Hitler về sau dần bị bài xích bởi tính chất vô cùng cực đoan và phân biệt chủng tộc. Đã hơn 70 năm từ ngày chiến tranh thế giới kết thúc, chủ nghĩa nhân văn tiến hóa của Hitler cũng đã đi vào dĩ vãng. Hiện tại là cuộc chiến giữa chủ nghĩa tư bản cùng các giá trị về tự do với chủ nghĩa xã hội cùng các giá trị về công bằng và bình đẳng. Hiểu về vấn đề phân biệt trong thời hiện đại. Hiện nay, sự phân biệt chủng tộc không còn được công khai như trước. Nó vẫn tồn tại trong quan điểm yêu, ghét của mọi người. Nhưng quan niệm về một nhóm người ưu việt hơn đã mở rộng không chỉ là về sắc tộc, mà còn cả những khía cạnh xã hội khác, như phân biệt với người nghèo, người khuyết tật, người thuộc dân tộc thiểu số. Trong tương lai, sự phân biệt lớn nhất có thể là phân biệt giàu-nghèo. Xã hội chúng ta ngày nay đã mặc định rằng người giàu hiển nhiên được hưởng chế độ y tế tốt hơn, con cái họ được học trường tốt hơn, sống trong những ngôi nhà khang trang hơn, vì người giàu thông minh hơn, chăm chỉ và tài giỏi hơn người nghèo. Điều này khiến chênh lệch giàu nghèo được xem như một lẽ tất nhiên, đơn giản là vì không đủ giỏi, không đủ cố gắng thì mới nghèo. Chưa kể, thế giới y học đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, các ứng dụng công nghệ ra đời để phát triển con người hơn nữa, thậm chí có thể tạo ra các siêu nhân vượt trội. Đến lúc đó, việc vượt trội về gen không chỉ nằm trong niềm tin nữa, mà thực sự tồn tại những con người có trí tuệ và sức khỏe siêu phàm hơn. Tình huống xấu nhất là gì? Những tiến bộ y học đó chỉ dành cho người giàu. Bạn nghĩ sao về tình huống tác giả đặt ra ở cuối bài? Theo bạn, tư tưởng thượng đẳng có thực sự là nguyên nhân dẫn đến phân biệt đối xử giữa các tầng lớp, sắc tộc khác nhau hay không? Hay còn có những nguyên nhân khác, chẳng hạn như lợi ích kinh tế, chính sách của chính phủ, v.v. đã khiến bất bình đẳng diễn ra? Hay có khía cạnh nào khác về chủ đề này mà bạn muốn thảo luận thêm với chúng mình hay không? Chia sẻ cùng Sparroom ở phần bình luận nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau!